Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày mùng 4 tháng 7 năm Đinh Dậu. Lâu lắm rồi chúng tôi mới có dịp gặp các vị để rồi ngồi lại đây chia sẻ với các vị. Thưa là các vị có khỏe không ạ? À? Có vui không? Tu có an lạc không? Có sợ chết không? Tưởng đâu nói có nữa chứ. Đúng ra hôm nay Minh Thiền sẽ gửi đến đại chúng cái đề tài đó là ý nghĩa Vu Lan. Nhưng Minh Thiền nghĩ điều thế này nè. Thứ nhất là đại chúng cũng đã lớn tuổi, nói già thì người ta buồn. Nói lớn tuổi, đại chúng lớn tuổi được làm ông làm bà hết rồi, thì cái nghĩa tình của người cha người mẹ quý Phật tử rành hơn Minh Thiền. Bởi vì quý Phật tử là người đã từng trải trong đau khổ để nuôi lớn những đứa con, thì rõ ràng các vị là người thân chứng và kinh nghiệm đi qua. Còn như chúng tôi có nói cũng nói trên sách vở thôi, có đẻ được đứa con nào đâu bày đặt nói ân cha nghĩa mẹ. Cho nên nói thì chỉ là cái tri thức hiểu biết thôi, nó không thực tế bằng đại chúng. Vì đại chúng chính là người đã trải qua tất cả những cảm xúc, niềm vui, nỗi buồn, cho nên đại chúng rõ. Điều thứ hai đó là cái đề tài ý nghĩa về Vu Lan á, rất nhiều những bậc thầy đã nói và quý ngài nói rất là hay. Thế cho nên Minh Thiền nghĩ là Minh Thiền không phải nói lại điều này, nhưng có cũng một cái ơn mà Minh Thiền xét nó là trọng ơn, không thua gì cái công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Đó là ơn của thầy, ơn của sư trưởng. Thế hôm nay thay vì nói về ơn của cha mẹ, Minh Thiền sẽ nói với đại chúng về ơn của thầy. Trong cái bốn cái ơn lớn của nhà Phật, thứ nhất là ơn gì ạ? À? Tu 131 khóa rồi đó nha. Trong cái tứ trọng ơn của nhà Phật, thứ nhất là ơn gì? Ơn cha mẹ. Thứ hai, thứ ba, hai cái. Thứ nhất đó là ơn cha mẹ, thứ hai á là ơn Tam Bảo, thứ ba là ơn quốc gia, thứ tư là ơn chúng sinh. Thì cái ơn thầy nằm ở đâu? Dạ đúng rồi, ơn thầy nằm trong ơn Tam Bảo. Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng. Ơn thầy, thầy là Tăng. Thầy là người đưa đường chỉ lối cho con thoát khỏi bến mê, tìm về bến giác. Mình thường hay tán tụng hay ca ngợi những bậc thầy như thế, nhưng hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao chúng ta phải mang ơn của thầy. Tại sao chúng ta mang ơn của thầy? Ở thế gian con đường để đi đến thành công là con đường phải trải qua sự khó khăn gian khổ của tìm tòi học hỏi về tri thức. Có học mới đi đến thành công. Và tự nhiên là cũng có một vài người họ không cần hiểu nhiều về tri thức, họ không trải qua những trường lớp, nhưng mà họ vẫn thành công. Bởi vì họ có kỹ năng, họ có kinh nghiệm, họ có cái phước báo từ kiếp trước. Nhưng mà thưa với đại chúng là những con người này ít lắm. Còn phần nhiều phải trải qua sự học tập, qua trường lớp hết. Cái ơn của quý thầy cô giáo ở tại nhà trường, nó cũng là một cái ơn rất là lớn. Mà ai là người đã trải qua cái thời học sinh thì chúng ta sẽ biết. Bởi vì á, cái nghề gõ đầu trẻ ngày xưa nó đẹp lắm.
Người ta chọn cái nghề này vì người ta muốn rằng xóa đi cái sự nghèo nàn về tri thức của vùng miền, của quê hương, của quốc gia, để đưa quê hương, đưa quốc gia thăng tiến lên một tầm cao của hiểu biết. Nên người ta dấn thân vào cái nghề của nhà giáo để đi đến những vùng, những miền mà chưa có con chữ, mặc dù họ biết rằng có rất nhiều sự khó khăn, gian khổ, nhưng họ vẫn làm vì họ muốn xóa đi cái nạn mù chữ. Minh Thiền đã từng tiếp xúc với một cái anh đó là giáo viên. Anh là giáo viên dạy cấp 2, nhưng xin thưa là khi anh được cử về thị xã dạy á, thì anh lại làm một cái đơn, làm một cái đơn gửi lên trên sở giáo dục, xin được về vùng sâu vùng xa của tỉnh Đắk Lắk để dạy những con em dân tộc mà ở nơi đó không hề biết tới con chữ, con em không được đi học. Anh kể anh tới đó, lúc đầu anh không hề có trường có lớp để dạy, chỉ ở tạm cái nhà của một ông cán bộ ở thôn ở đó thôi, rồi đi khuyên đi dụ từng em nhỏ đi học để cho nó biết chữ. Anh thưa và anh đã làm được điều đó, mặc dù phải xa gia đình, xa bạn bè, xa đi cái đời sống anh đã từng quen biết để sống, bây giờ lên rừng để đem con chữ đến đó. Như vậy thì ta thấy đơn giản một ông thầy về vùng sâu vùng xa để dạy, có khi ta nghĩ chuyện đó bình thường, nhưng không, nó phải đấu tranh tư tưởng nhiều lắm, phải bỏ những thứ mà mình đã từng quen để tiếp xúc với một cái vùng, một cái nơi mà hoàn toàn mới lạ để mình sống. Để làm cái việc gì ạ? Với mục đích là mong muốn xóa đi cái nạn mù chữ, đem tri thức, đem sự hiểu biết, đem cái văn minh, đem cái ánh sáng đến với cái vùng đó. Đó cũng là tình thương, thưa các vị. Nếu không có tình thương, không làm được điều này. Và những người thầy dạy bảo ở nhà trường cho đến những người thầy hướng nghiệp đều muốn cho tất cả những người học trò của mình phải giỏi, phải tốt, phải thoát ra được cái hoàn cảnh đen tối hiện tại. Chính vì thế cho nên họ làm những cái việc mà chúng ta đôi khi nghĩ, chúng ta nghĩ đó là thường, đôi khi ta nghĩ là họ làm vì đồng lương, nhưng tuyệt đối không phải vì đồng lương đâu. Thưa, ở ngoài thế gian người ta nói là không thầy đố mày, đố mày làm nên. Không có thầy, ai là người chỉ dạy, ai là người nắm tay dắt ta đi từng bước chỉ từng chút một, ai là người uốn nắn cho ta từng con chữ, dạy ta đánh vần ABC, tất cả đều là thầy là cô hết. Cho nên cái ơn đó là cái ơn lớn lắm. Nhưng mà bây giờ tôi thấy thiệt á, là giới trẻ bây giờ xem thường lắm, thưa các vị. Bây giờ các em nhỏ nhà mình thích thì đi học, không thích thì thôi, ưng thì trả bài, không ưng không trả bài. Và có những nơi tôi thấy có những em mới học cấp 2 thôi, nhưng mà xăng tay áo lên quýnh cả thầy giáo và cô giáo. Điều này là có thiệt. Nếu như cả một thế hệ tuổi trẻ bây giờ đều như thế thì chúng ta biết rằng đất nước sẽ đi về đâu. Con người mà từ bỏ đi ánh sáng của tri thức, từ bỏ đi trí tuệ hiểu biết, thì con người tự đưa mình vào hố sâu đen tối của ngu si, của tội lỗi thôi. Ngoài thế gian người ta trọng ơn thầy, kính thầy mới được làm thầy. Còn trong đạo của mình thì phải hơn thế nữa, phải hơn thế nữa. Một câu khẳng định là dù bất kỳ là người tu hay người không tu, mang ơn, nhớ ơn thì nhất định phải trả ơn. Nếu như không làm điều đó, chúng ta không có đủ đạo đức và tư cách làm người. Cha mẹ sanh thân cốt nhục cù lao, nhưng thầy tổ nuôi mạng tinh thần khó nhọc. Đây là câu nói của người xưa. Người xưa nói cha mẹ sanh thân này đó, cái ơn rất là nặng, cao như núi, sâu như biển, không thể đền trả được. Nhưng cái ơn thầy cũng sánh ngang như thế. Cha mẹ thì sanh thân, nhưng thầy là người làm cho chúng ta phát sinh trí tuệ. Thầy là người hướng dẫn chúng ta đi vào con đường của Phật Pháp, chỉ cho chúng ta đâu là bến giá, đâu là bờ mê, và cách thế nào để chúng ta vượt thoát bờ mê trở về bến giá. Thầy là người
chỉ cho chúng ta thoát khỏi đau khổ, mà không phải đau khổ hệ lụy của một cái kiếp này, của hoàn cảnh này, mà là đau khổ hệ lụy của lũy kiếp vô minh chúng ta đã từng mang, và thoát khỏi những đau khổ của tương lai chúng ta sẽ gặp. Như vậy ơn thầy có lớn không? Lớn. Minh Thiền nhớ hồi trong sử có ghi, hồi lúc mà Đức Phật đi lên cung trời Đao Lợi giảng kinh Địa Tạng, và sau 3 tháng Đức Phật về thì lúc bấy giờ ở dưới trần gian ai cũng nhớ Đức Phật hết, kể cả các vị thánh đệ tử của Phật cũng rất là nhớ Đức Phật. Ngài Mục Kiền Liên nhiều lần muốn vận thần thông đi thăm Đức Phật, các vị chứng quả A-la-hán nhiều lần muốn vận thần thông để lên cung trời Đao Lợi để gặp, để thăm, để đảnh lễ Đức Phật, nhưng mà các ngài không làm. Rồi các ngài đợi ngài mà Thế Tôn trở về lại trần gian. Thưa các vị, lúc đó Di Mẫu Kiều Đàm Di, tức là người lãnh đạo ni chúng thời bấy giờ, Di Mẫu chuẩn bị rất là sớm, thức dậy thật sớm. Di Mẫu không có ngồi thiền luôn. Di Mẫu đi đến bìa rừng, đi một mình để đón Đức Phật, để đón Đức Phật. Khi mà gặp Đức Phật thì Di Mẫu đảnh lễ Đức Phật, và Di Mẫu nghĩ trong đầu rằng con là người đầu tiên ở trần gian này được đón Thế Tôn, được gặp Thế Tôn, con là người trước nhất. Di Mẫu nghĩ như vậy thì Đức Phật mới mỉm cười. Đức Phật hiểu tâm niệm của người đệ tử của mình. Đức Phật nói: này Kiều Đàm Di, bà không phải là người đầu tiên để đón Đức Thế Tôn, mà chính Tu Bồ Đề mới là người đầu tiên đón Thế Tôn. Thưa, lúc bấy giờ Di Mẫu Kiều Đàm Di sửng sốt, nhìn xung quanh thì đâu thấy trưởng lão Tu Bồ Đề ở đâu đâu, mà Đức Thế Tôn nói là người đầu tiên đón. Cái Kiều Đàm Di mới bạch Thế Tôn: chẳng hay là tôn giả Tu Bồ Đề đã gặp Thế Tôn khi nào? Thì khi đó Đức Phật nói: Tu Bồ Đề hiện bây giờ đang ngồi thiền ở trong thất, nhưng ông ấy đã để tâm hoàn toàn thanh tịnh, lắng động để đón tiếp Như Lai. Vì vậy ông ấy là người đón tiếp Như Lai trước bà. Nói với các vị tôi run quá, tốt mồ hôi luôn, tại vì không biết mình nói trúng hay trật á. Thấy các vị ngồi im im nhìn nhìn tôi cũng sợ, phải chi lâu lâu có người nở nụ cười tươi tươi mình thấy mình đỡ hoảng hồn đi. Ngồi nhìn chầm chầm run, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy, cái đó mình nói vui. Thưa, lúc bây giờ Di Mẫu Kiều Đàm Di cũng chưa hiểu cớ sự vì sao. Đức Phật mới nói: ta biết rằng cái tâm hiếu của con, cái lòng cung kính của con đối với Đức Như Lai, nhưng con phải biết cung kính không chưa đủ, mà phải vâng lời của Như Lai, làm theo và thực tập theo con đường mà Như Lai đã chỉ dạy, đó mới thật sự là cung kính, là hiểu thảo với Như Lai. Và Tu Bồ Đề biết được điều này, Tu Bồ Đề đã nhập vào trong thiền định, thoát khỏi tất cả các lậu hoặc, đó chính là người đón ta, gặp ta và cung kính ta tuyệt đối. Chúng ta học được hình ảnh của Di Mẫu Kiều Đàm Di và trưởng lão Tu Bồ Đề để chúng ta thực tập làm cho lý sự được viên dung. Về mặt lý thì không ai qua được trưởng lão Tu Bồ Đề, bởi vì lúc bấy giờ trưởng lão vâng lời Đức Phật, không đi gặp Đức Phật bằng hình tướng, nhưng nhập vào trong đại định. Nhập vào trong đại định đó là cách thực hành theo những lời của Phật dạy để thăng chứng được đạo quả, đó là về lý viên dung. Về sự thì sao? Về sự thì không ai qua được Di Mẫu Kiều Đàm Di, vì Di Mẫu chuẩn bị từ rất sớm để đi đón Như Lai, đến đảnh lễ cung kính Như Lai. Chúng ta học được hai điều này. Chứ chúng ta cũng không nên
không nên chấp sự bỏ lý, không nên chấp lý bỏ sự. Có nhiều người đôi khi mình nói cái này, có nhiều người gặp với thầy cũng cung kính lại lục đồ dữ lắm, nhưng mà trong lòng nó không có cái tố chất ở trong đó, chỉ là hình thức bên ngoài, cái này chưa đủ. Phải có nội tâm bên trong nữa, nội tâm thật sự là cung kính. Tuyệt nhiên nó phải là cung kính, chứ không phải chỉ là một cái làm từ suy nghĩ, từ suy niệm. Gặp thầy là chào, chào để cho thầy vui, hoặc là để cho thầy khỏi la, khỏi chửi. Không phải như vậy. Trong một cái xá tay của người Phật tử, hay trong cái xá tay của người đệ tử và cái nhìn của người đệ tử, thì người thầy biết là người học trò của mình có cung kính hay không cung kính, nội tâm của họ như thế nào, biết. Xin thưa, chúng ta học được để làm cho sự sự vô ngại, lý lý viên dung. Ngày xưa chư tổ dạy như vậy. Làm việc gì thì cái hành động ở bên ngoài cũng phải được phát xuất từ ở nội tâm. Nếu những việc làm mà không được lưu xuất từ nội tâm á, thì những việc làm đó không hề có giá trị đích thực. Phải từ trong nội tâm lưu xuất ra thì giá trị, nó mới là giá trị tuyệt vời. Ngày nay có một số người tuyệt nhiên tin ở nơi Đức Phật, tin ở giáo pháp của Ngài, nhưng không có lòng cung kính chư Tăng. Và có một số người chỉ quy y Phật, quy y Pháp, không quy y Tăng. Họ tự họp nhóm với nhau, rồi tự dạy nhau, tự tu với nhau. Xin thưa, lúc đầu thì họ tu thấy hiền lành, dễ thương lắm. Nhưng bên sau kia nó mới là quan trọng. Thời gian để họ đoàn kết gắn bó tu tập với nhau không có dài, không có dài. Rồi sau đó tan vỡ là bởi vì sao? Bởi vì họ không tự hóa giải được những gút mắt, những khó khăn trong hoàn cảnh của họ và mọi người xung quanh họ. Họ không đoàn kết được với nhau. Từ cái hiểu lầm này đi đến cái hiểu lầm khác, từ cái rạn nứt này đi tới cái rạn nứt khác, và cuối cùng là họ tan rã. Vì sao vậy? Họ không có một vị thầy để hướng dẫn tinh thần, họ không có người đứng ra để lái con thuyền tinh thần để chỉ bảo họ. Những lúc gặp sóng gió không ai là người đứng ra chèo chống, tôi không được. Minh Thiền nghe trường hợp này và gặp trường hợp này rồi. Anh chàng đó anh đến, anh nói chuyện thì thôi, cái cách nói chuyện ảnh thì mình đủ hiểu. Bởi vì người ta không có quy y Tăng, mình kêu người ta cung kính Tăng thì không được. Và mình cũng không tự nói anh phải cung kính tôi, đâu có được. Nói chuyện là thưa thầy, anh còn gọi mình là thầy thì cũng mừng đó. Anh nói là thưa thầy, tụi tôi là tự tu. Ở cái nhà tôi ở cái nhà tôi ở trên tôi sửa lại, làm một cái điện thờ Phật A Di Đà trang nghiêm lắm. Rồi tự tôi tu tập, tự tôi quy y với Đức Phật, đối trước Phật quy y thôi, chứ không có đến chùa chiền hay quy y quý thầy gì hết á. Và chúng tôi quy y là không có cần bằng phái gì hết á, không cần ai chứng nhận, cũng không cần biết đến giáo hội, cũng không cần biết đến quý thầy. Tụi tôi tu vậy thôi, mà tụi tôi tu an lạc lắm. Thì mình nghe mình kêu à, sao miễn tu an lạc là tốt rồi, chứ lẽ giờ mình nói thì sao? Mình kêu ông làm như vậy là sai, ông làm như vậy là không đúng, ông làm như vậy là trái với chánh pháp. Họ quánh vô mặt mình chảy máu mũi luôn á, làm sao được. Cho nên thôi, mình phải biết tùy duyên trong hoàn cảnh đó. Ừ, miễn sao tu an lạc là tốt. Nhưng thưa, không có an lạc được đâu. Các vị nghe rất nhiều những cái đạo tràng, rất nhiều những cái nhóm tu như vậy, nhưng họ tu được thời gian ngắn thôi, một vài năm là tự hết, tự tan rã. Ai cũng có bản ngã, ai cũng có lòng tham, vô trong đó ai cũng muốn làm thầy hết. Ai cũng muốn làm thầy hết. Đâu, nhưng mà cuối cùng là thầy dỏm, đâu có ai hướng dẫn được ai. Trong khi lòng của mình còn dãy đầy tham dục, tham sân si, còn đủ hết, còn nguyên bản, làm sao biết mà hướng dẫn người ta tu. Phẩm chất của một ông thầy á, tức là một ông thầy đó phải có giới, có lực. Một ông thầy đó phải được đào tạo bài bản hẳn hoi, mà đúng với lời của chư Phật chư Tổ dạy, chứ không phải là một cái máy để đào tạo ra một ông thầy để cho thiên hạ cung kính đâu. Thưa các vị, để có một ông thầy đúng nghĩa
mà các vị quy y, để có một ông thầy đúng nghĩa mà các vị gọi là sư phụ, để có một ông thầy đúng nghĩa mà các vị nương theo tu tập đó, không đơn giản đâu, không đơn giản. Không có một cái trường lớp quân đội nào có thể đào tạo được đâu, mà cũng không có một cái trường nào ngoài thế gian đào tạo được đâu. Chỉ có cái lò của nhà Phật mới đào tạo ra được thôi. À, hôm nay mình không có trách ai hết á, mình cũng chẳng có nói xấu nói tốt gì, nhưng mà ngày hôm nay mình sử dụng bản ngã từ cái suy nghĩ của mình để rồi mình cho mình là tôn hết. Mình nghĩ Phật ở đâu cũng có, Pháp ở đâu cũng có, thì thôi bây giờ học Phật học Pháp thôi, cần gì học Tăng, thôi kệ, điều đó thì kệ, không ai can thiệp vào. Nhưng mà mình tu trúng hay trật mới là vấn đề quan trọng. Trong cái chuyện tu của mình đôi lúc gặp khó khăn, ai là người giải quyết những khó khăn đó? Ai là người giải quyết? Có những lúc mình tu xong nó bế tắc, không biết làm sao để tu tiến nữa, thấy cái tâm của mình nó cứ rối bời bời, nó cứ vọng niệm suy nghĩ lung tung. Ai là người lúc này cần để mình đến bộc bạch thưa trình? Thầy thôi, sư phụ thôi. Để tôi nhớ rằng có một cái câu chuyện nó cũng hay hay. Thiền sư Thanh Tố và Tùng Diệt Đâu Sức. Ngài Thanh Tố một hôm ngồi trước cái hương thóc của mình, thì đệ tử là Tùng Diệt Đâu Sức mới bưng một cái dĩa trái giải lên, rồi mới quỳ xuống dâng hai tay bạch thầy: đây là trái cây mà có tính chủ đem đến, con đã dâng cúng Phật rồi, còn đây một ít con dâng cúng thầy để thầy chứng minh. Lúc bây giờ ngài Thanh Tố ngài khóc. Thì Tùng Diệt Đâu Sức mới hỏi: bạch thầy, tại sao thầy khóc? Thanh Tố mới nói là: từ lúc tổ sư chết, tổ sư mất á, từ lúc tổ sư mất tới ngày hôm nay á, ta mới thấy lại được hành động cử chỉ của ta thông qua ông á. Ngày xưa đối với tổ sư ta cũng nhất mực cung kính hầu hạ tổ sư, làm việc gì cũng vâng theo lời tổ sư. Tổ sư dạy ta xuống nhà bếp để giữ cái chức tri khố, ta vâng lời tổ sư xuống bếp giữ chức tri khố. Tổ sư dạy ta lên nhà khách để làm tri khách, đón tiếp khách tăng thập phương và Phật tử, ta cũng vâng lời làm tri khách. Tổ sư dạy ta làm thị giả để hầu hạ bên cạnh tổ sư, ta cũng vâng lời ngài để làm thị giả hầu cạnh trà nước cho ngài. Tất cả mọi cử, mọi động của ta đều cung kính, chưa bao giờ ta dám nhìn thẳng vào đôi mắt tổ sư hoặc là khuôn mặt của tổ sư. Chưa bao giờ ta dám đứng ngang hàng với tổ sư, lúc nào cũng phải đứng sau lưng, thưa chuyện với tổ sư bao giờ cũng chắp tay cung kính, một câu dạ, một câu thưa. Cho đến ngày hôm nay ta mới thấy lại được ta trong hình ảnh của ông. Ông làm ta xúc động. Xưa giờ ta chưa bao giờ khai pháp để dạy ai, bây giờ ông hãy đem cái chỗ kiến giải, cái chỗ thấy biết tu tập của ông trình ra cho ta. Thì lúc bây giờ ngài Tùng Diệt Đâu Sức mới trình ra cái kiến giải của mình. Trình ra thì ngài Thanh Tố ngài mới dạy bảo cho về tu tập, và sau đó ngài Đâu Sức trở thành một vị đệ tử đắc pháp và thừa kế con đường tổ vị. Thưa, ở đây đó mình thấy có điều thế này nè. Cái hành động của ngài Thanh Tố ngày trước cung kính đối với thầy của mình thế nào, thì bây giờ lại có người học trò là Đâu Sức cung kính đối với mình thế ấy. Dâng nước, dâng trái cây, dâng thức ăn cho thầy, phải mặc áo cho trang nghiêm, quỳ thẳng chắp tay cung kính thỉnh thầy thọ nhận. Chứ không phải như mình đâu nghe. Uống nước đi thầy. Thầy muốn thôi kệ thầy.
thầy không muốn kệ thầy, ăn cơm với thầy, thầy không ăn thầy đói kệ thầy. Có nhiều cái mình thấy nó cũng vui nhưng mà không có trách được, bởi vì tùy theo cái sự hiểu biết, cái nhận định của mỗi người mỗi khác, cho nên đâu có bắt buộc ai phải giống ai hết đâu. Thí dụ có một số Phật tử mình thấy dễ thương, có một số thì tới bỏ bì thư vô cúng dường, hoặc là có trái cây, có cái gì đó cái lại cúng thấy thương thì đó. Có một số người vui lắm, thấy ông thầy đó thì đôi khi không có chuẩn bị trước, nhưng mà cái tiền đâu lận trong lưng quần á, thấy ông thầy cái móc xẹt chạy theo dúi vô tay, thầy cất cái này đổ xăng. Dễ thương rồi đó, nhưng mà thật sự mình cái này mình không có trách cái gì đó, đó cũng là cái tình thương của Phật tử dành cho ông thầy mà. Và cái tùy cái hoàn cảnh, đôi khi lúc đó ông thầy ông đi gấp, hoặc biết đâu mình giờ tới chiều mình đâu gặp thầy nữa để cúng dường, cho nên thôi gặp đây sẵn cúng luôn, lận trong chạy theo vui, thế tội gì đâu. Đó cũng là thể hiện lòng cung kính. Nhưng trong cái hoàn cảnh đó thì thưa, tại sao chúng ta phải mang ơn thầy? Chúng ta phải tìm hiểu cái ơn như thế nào cái đó. Đối với Đức Phật á, đối với Đức Phật thì các vị thánh đệ tử thời của Đức Phật hay là các vị Bồ Tát muốn đền ơn Đức Phật thì phải làm gì? Mà chịu ơn Đức Phật là chịu cái ơn gì? Mang ơn gì? Là cái ơn mà cứu chúng ta thoát khỏi luân hồi sanh tử trong nhiều kiếp đã đi qua. Ngài là người dạy chúng ta chặn đứt con đường đau khổ của tử sinh luân hồi, và không có ai ngoài Đức Phật có thể chỉ dạy được con đường đó. Từ lời dạy của Đức Phật, từ những pháp môn hành trì mà Đức Phật dạy các vị thánh đệ tử thời bấy giờ đó, khiến cho bao nhiêu nghìn người thời bấy giờ hưởng được cái pháp vị đoạn tận tất cả mọi khổ đau, để chứng đắc cảnh giới niết bàn ngay khi trong còn sống. Có nghĩa là con đường sanh tử không đi nữa, con đường sanh tử không đi nữa. Cha mẹ sanh cho chúng ta một đời, cái ơn đã lớn và không thể nào đền trả, hà huống chi thầy tổ là người cho chúng ta giới thân huệ mạng, cho giới thân huệ mạng để chúng ta sống với cái bất tử muôn đời, không sanh tử nữa, thì cái ơn này phải xét ngang và xét hơn, chứ không sẽ thua được, không sẽ thua được. Thế gian có nhiều người làm cha làm mẹ, sanh con ra đó nhưng bỏ, vì hoàn cảnh nào đó, hoặc vì công ăn chuyện làm vất vả quá, hoặc là do cái nhân duyên giữa mình với đứa con đó từ kiếp trước nó làm sao đó không có đoàn kết, giờ chỉ đẻ nó ra rồi thôi, không có chịu nuôi dạy gì hết á. Nhưng với những người như vậy thì các bậc cổ đức vẫn nói là dù cha mẹ không nuôi nhưng công sanh vẫn phải đền trả. Thầy, các bậc thầy, các bậc tổ sư là người thừa kế dòng chảy Phật pháp, để bỏ đi cái cuộc đời của mình, nói vui vui là bỏ đi tuổi thanh xuân đó, chứ thật sự là bỏ cả cuộc đời, không vui với niềm vui của trần lụy, để dấn thân vào cửa thiền, học đạo, ăn thì ăn rau, uống nước lã. Ngày xưa thì uống nước suối không á, không có nước như mình nữa đâu, uống nước múc ở dưới suối chứ không phải nước suối đóng chai đâu nha. Ăn rau, ăn lá cây để sống, để học đạo, để hành đạo và đi truyền đạo. Muốn có truyền đạo, muốn có một người mà dạy các vị học đạo không phải đơn giản đâu, vô chùa cạo đầu cái là lên giảng được đâu. Minh Thiền nói thí dụ thôi, nói thí dụ chứ không phải lấy bản thân mình ra để làm cái chứng minh gì cả. Muốn có một buổi nói chuyện với quý Phật tử như thế này, Minh Thiền phải thức mấy đêm để học, để soạn cái bài cho nó vô đây nè, chứ đâu phải muốn nói là lên nói đâu, ở đâu có ngon lành vậy. Thì cũng vậy, các bậc thầy á, muốn dạy cho chúng ta con đường giải thoát thì chính các bậc thầy là người đã gian khổ thực tập nó rồi, học đạo hành đạo
và truyền đạo. Các vị là người đón nhận được cái kết quả truyền đạo. Như vậy thì cái sự khổ cực của quý thầy nói suy cho cùng cũng là vì tình thương đối với chúng sinh thôi. Trong kinh Pháp Hoa, chư vị Bồ Tát thấy được cái ân đức của Đức Phật quá lớn. Thế cho nên chư vị Bồ Tát ở mười phương mới quỳ trước Đức Phật mới nói: kính lại Đức Thế Tôn, ở cái đời sau này đó, chúng con xin được truyền bá kinh Pháp Hoa này để đền ơn Đức Thế Tôn. Chúng con xin chấp nhận sự gian khổ, dù có bị người đánh, người mắng, người giết, chúng con vẫn không bao giờ thối tâm để mà truyền bá cái chánh pháp này, bởi vì Đức Thế Tôn đã dày công dạy bảo chúng con và chúng con phải làm như thế để đền ơn Thế Tôn. Vậy thì đền ơn cho thầy, đền ơn cho tổ, đền ơn cho Phật, chúng ta không phải chỉ có hành động bên ngoài là đủ, phải trở về nội tâm của chúng ta, thực tập một cách miên mật, thực tập một cách đường hoàng với những pháp môn của Đức Phật dạy, với những lời dạy của các bậc thầy, không khác đi được. Bởi vì cái ơn của Phật là cái ơn không thể đền, cái ơn của thầy là cái ơn không thể đền cho được. Nhưng không thể đền không nghĩa là chúng ta sẽ không đền, không thể đền ở đây vì nó quá lớn, nó quá vĩ đại, thì bây giờ chúng ta phải làm từng chút một để đền ơn bằng cách phải vâng lời mà tu tập. Người ta có cái câu là cung kính bất nhi phụng mạng, có nghĩa là cung kính đôi khi không bằng cái vâng lời. Cung kính trước mặt thì mình cung kính, như sau lưng mình không cung kính. Nói A mình làm B, nói trắng mình nghĩ đen, đâu được. Cho nên vâng lời, vì cái vâng lời đó đã có sự cung kính trọn vẹn. Tôi không tôn trọng anh thì tôi không nghe anh, rõ ràng vậy thôi. Tôi không quý thầy, tôi không nghe thầy. Tôi không kính thầy, tôi không thể làm theo những lời thầy dạy được. Chính vì vậy, trong cái vâng lời đó đã có sự cung kính rồi, đã có sự cung kính. Kể để chúng nghe câu chuyện, chứ nói dông nói dài để chúng ngồi ngủ hết, mình tôi ngồi nói nó buồn. Tiền thân của Đức Phật có một kiếp, Đức Phật làm con thỏ nha. Đức Phật kể đó chứ không phải mình tự ý mình nói đâu. Tiền thân của Đức Phật có một kiếp Đức Phật làm con thỏ, và dưới gốc cây Bồ Đề đó có một vị đạo nhân tu tập. Có một vị đạo nhân tu tập. Đạo nhân đó từ sáng đến chiều chỉ ngồi thiền thôi. Rồi ông nghỉ ở tại gốc cây Bồ Đề luôn. Con thỏ thì lúc ban đầu thấy vị đạo nhân hiền từ thì đến gần. Rồi thấy ngài không có nét gì có mà hại mình hết, thì nó đến gần hơn nữa và đến bên cạnh đạo nhân. Rồi ngày tháng đi qua, tình thương của đạo nhân dành cho nó, tình thương của nó dành cho đạo nhân, cuối cùng con thỏ là người mỗi ngày đi kiếm trái cây về cho đạo nhân ăn. Đạo nhân chỉ ngồi thiền thôi. Thưa các vị, nhiều năm đi qua, có một năm đó khí hậu thời tiết thay đổi một cách khắc nghiệt, là mưa tầm tã, mưa dầm về, tất cả những cỏ cây đều bị ngập úng và chết hết, không có cây, không có trái gì hết cho đạo nhân ăn. Lúc bây giờ đạo nhân mới nói chuyện với anh thỏ: nè con, chắc ta phải rời khỏi chỗ này để đến nơi khác tu tập, bởi vì hoàn cảnh ở đây không có cái gì để cho ta ăn, để ta sống, ta tu cả, mà con đường tu tập của ta chưa thành công nên ta sẽ rời bỏ chỗ này. Lúc nghe nói như vậy thì con thỏ đau khổ lắm, nó mới ra một cái hành động để an ủi đạo nhân bằng cách là lấy cái tay khều khều người đạo nhân và dúi dúi cái đầu vào trong người của ngài một cách âu yếm lắm. Rồi nó vội chạy đi, chạy thật xa để tìm trái cây. Nhưng thưa các vị,
cả một vùng vùng rừng núi đều không hề có trái cây gì cả. Sau những cơn mưa quá lớn, thỏ trở về thảm não. Tự nhiên thỏ phát ra tiếng nói: thưa ngài, ngài hãy nhóm lửa lên, con tìm được thức ăn rồi. Ông đạo nhân không nghe vậy thì ông cũng lấy củi ông nhóm lửa lên. Khi mà lửa cháy phừng lên á, thì thỏ nhảy vô trong đống lửa, nói: thưa ngài, thức ăn đó là con đây. Thế là ông lật đật ông phá cái đống lửa ra, ông ôm thỏ ra, ông khóc. Thỏ mới nói là: con đã chịu ơn của ngài, hằng ngày ở đây con được nghe ngài giảng kinh, nghe ngài thuyết pháp. Ngài vì con mà chỉ dạy tường tận mọi thứ, con mang ơn của ngài. Bây giờ ngài lâm vào hoàn cảnh khó khăn, không có gì ăn, con xin được cúng dường thân mạng này để đền trả ơn của ngài. Rồi sau đó thì hai thầy trò ở lại dưới gốc cây và tu tập. Đức Phật ngài khẳng định tiền thân của con thỏ chính là tiền thân của Đức Phật. Thưa đại chúng, mình nhìn theo câu chuyện để nói nha, loài vật thôi, khi mang ơn còn tìm cách để trả ơn. Biết đây là vị đạo nhân vì mình để chỉ dạy, để thuyết pháp giảng kinh cho mình nghe. Đến khi ngài gặp hoàn cảnh khó khăn, mình đem cả thân mạng, cả sự sống này để cúng dường cho ngài, đền ơn. Chúng ta ngày nay, thí dụ mà mình là đệ tử của sư phụ nào đó, đệ tử của hòa thượng thượng tọa nào đó, mà giá như chùa chiền mà gặp cái việc gì đó khó khăn, chứ mình bỏ mình trốn hả? Mình kiếm chùa khác mình đi mình tu chứ. Chùa gì đâu mà thấy sư phụ chật vật vất vả quá, khó khăn quá, đến đó với sư phụ ăn toàn là rau muống với nước tương không, ăn riết người nó xanh như cọng rau muống. Thôi đi kiếm cái chùa nào mà ăn sang sang, giàu giàu, ăn có thịt có cá, ăn có lộn, nói lộn, nói thiệt, đôi khi nó trất quốc đi chứ. Ăn có cái hem, cái chả gì đó cho nó ngon, cho nó mập. Nhưng thưa, trong gian nan, trong vất vả, trong những hoàn cảnh khó khăn mới biết ai là người chân thành với mình, thưa các vị. Và ở đây á, chúng ta học được cái hạnh cực kỳ tuyệt vời của con thỏ, đó là đem cái tâm thành kính của mình dâng trọn vẹn để muốn đền ơn cho thầy, vì biết cái ơn thầy rất là lớn. Và cái cách đền ơn bây giờ không biết như thế nào để đền ơn. Hằng ngày thì mình đi kiếm trái cây về cho thầy ăn để thầy lo dạ, đó là cách đền ơn hằng ngày. Mà bây giờ đến lúc hoàn cảnh khó cùng, thầy không có gì ăn hết, làm sao? Nhảy vô lửa, đem thân mạng cúng dường cho thầy. Ơn thầy, con nhớ mãi nào quên, thầy đã vì con đắp móng nền, gắn niệm suốt đời ghi tạ dạ, tiếng tu đạo nghiệp mong đáp đền. Cái ơn của thầy đó, mình phải luôn nhớ nghĩ và ghi tạ ở trong lòng, bởi vì thầy là nơi chịu đựng cho mình trút bao nhiêu nỗi khổ, nỗi đau trong cuộc thế. Những nỗi khổ, nỗi đau này đôi khi mình kể với bạn bè, với người thân, với cha, với mẹ, họ có khi họ không chịu lắng nghe, hoặc giả chăng có người lắng nghe nhưng không có cách để giúp mình thoát khỏi. Nhưng mà chỉ có những bậc thầy, những người có sự tu tập, những người có sự thăng chứng của tâm linh, thế cho nên chịu đựng hết những nỗi khổ niềm đau, thế mình ngồi lắng nghe mình nói, chỉ dạy tận tình cho mình những phương pháp để mình thoát khỏi. Như vậy thì chẳng khác nào thầy là người thay mình gánh hết bao nhiêu nỗi khổ niềm đau trong lòng mình đang có. Như vậy để trả ơn thầy thì phải tiến tu đạo nghiệp mới mong đáp đền được.
Đức Phật đến với cuộc đời, cái bình thường Ngài dạy những người Phật tử tại gia, đó chính là biết quy tam bảo, biết bỏ ác tùng thiện. Ngài dạy những bậc xuất gia thì phải biết ly dục để thăng chứng vào thiền định, đoạn tận tất cả mọi khổ đau để chấm dứt con đường sanh tử. Ngài dạy những bậc Bồ Tát đó, khi đã chứng được con đường, chấm dứt con đường sanh tử rồi, chứng đắc được đạo quả, quả vị của một Bồ Tát rồi, thì phải dấn thân vào cuộc đời để hành đạo độ chúng sinh, vì còn rất nhiều chúng sinh đau khổ. Thế cho nên xin nhắc lại ơn của những bậc thầy, ơn của người dạy bảo ta, ơn của người soi sáng ta, cái ơn đó là cái ơn tuyệt vời. Và một câu ngắn gọn nhất, thầy là tất cả. Đồng ý không? Tôi hay quên tên những bậc thầy. Thiền sư Huệ Hưng. Ngài ở trong cái hang núi mà gặp cái mùa tiết lạnh, thưa các vị. Đó, các bậc thầy tu không có ở chùa như mình giờ đâu. Ở trong hang núi có cây có cỏ gì đó thì hái thì ăn thôi, còn không thì nhịn đói để ngồi thiền để tu tập thôi. Mà gặp mùa tiết lạnh nữa, nhưng mà cái đức tu của Ngài rất là lớn. Bao nhiêu vị đạo nhân đến học pháp với Ngài và chứng đắc được con đường của đạo từ nơi những lời dạy của Ngài. Ngài ở trong cái rừng sâu á, trong cái hang núi á, gặp mùa tiết lạnh cũng không có gì ăn hết, còn được chút gạo. Mà hồi lâu, thật là lâu, một vị thí chủ đi ngang qua cúng dường cho Ngài. Thế là hôm đó vào một buổi chiều, có một vị thầy tên là Văn Đạo đi đến để cầu pháp, quỳ xuống dưới chân của Ngài Quỷ Hưng mới nói là: bạch hòa thượng, con nghe về đức hạnh của hòa thượng đã lâu, và hôm nay con mới có cái duyên lành được gặp Ngài. Con xin được ở lại đây hầu hạ Ngài để học pháp nơi Ngài. Thiền sư Quỷ Hưng mới nói: thôi được rồi, ta xưa giờ ở một thân một mình quen rồi, không có cần học trò hậu hạ chi cả. Nhưng ông đã có duyên đến đây thì thôi ở lại một đêm, mai rồi hãy đi. Ta thì ta không đuổi, nhưng mà ta nói vậy thì ông hiểu rồi. Thì Văn Đạo nghe như vậy thì ở lại. Buổi tối đó trời lạnh quá, cái Ngài Quỷ Hưng Ngài mới nói: ông ngồi đây sưởi ấm đi, ta lấy chút gạo còn thừa mà nhiều tháng trước thí chủ đã cúng dường, ta nấu cháo hai thầy trò mình ăn. Thì thiền sư Quỷ Hưng á, thưa các vị, Ngài ở có một mình à. Ngài ở có một mình, Ngài đâu có tô có chén gì đâu, có được cái son cũ cũ mà hồi lâu thí chủ đem đến cúng dường cho Ngài để Ngài nấu cháo Ngài ăn thôi. Rồi cái mà Ngài để đựng, gọi là cái chén của mình đó, thì Ngài lấy một cái vỏ cây mà nó lại đó, cái Ngài đựng cháo. Có mình Ngài thì với một cái đó thôi, đôi khi Ngài không dùng cái đó, Ngài ăn trong cái son nữa cũng có. Mà bây giờ có ông Văn Đạo tới, Ngài nhìn xung quanh, Ngài thấy không có cái gì để múc cháo hết. Cái Ngài bước ra ngoài cái miệng hang, Ngài đi một vòng thì Ngài thấy có một cái đầu lâu. Cái đầu lâu mà của một cái con nào á, cái đầu lâu của con vật chứ không phải của con người. Nó chết xong rồi ấy, nó trơ xương ra đó. Ngài thấy, Ngài kêu: à, cái này đựng được. Cái ông đem vô, ông múc cháo vô đó, ông mời ông Tăng ăn. Cái ông Tăng Văn Đạo ông thấy, ông nhìn hoài không dám ăn, mà trong đầu thì suy nghĩ miên man: ủa, tại sao hòa thượng là một bậc thầy đức độ mà Ngài hành xử một cách lạ, Ngài đem cái đầu lâu đựng cháo? Lúc đó thì Ngài Quỷ Hưng Ngài mới nhìn Văn Đạo và nói: Ông đừng nghĩ đến chuyện cầu đạo nữa. Ông đem tâm phân biệt đúng sai phải quấy đến đây
mà đòi cầu đạo thì tâm này cầu đạo không được. Cầu đạo là bằng cái tâm chân thật, cung kính, tuân mạng tuyệt đối, chứ ông còn do dự, ông còn lưỡng lự. Đạo đâu có chuyện ở cái chỗ phân trần lưỡng lự của ông. Nói như thế thì Ngài Văn Đạo, Ngài hiểu được đại ý, hiểu được đại ý của Ngài Huệ Hưng, Ngài quỳ sụp xuống lại và bưng cháo lên húp một cách ngon lành luôn. Thưa, trong hoàn cảnh này anh muốn tôi kiếm cho anh một cái chén hay một cái tô đựng cháo ở đâu ra? Tôi cũng thử nhìn xung quanh để tìm rồi nhưng không có, chứ không phải là tôi thích tôi lấy cái gì đó để đựng cho anh. Nhưng mà rồi tình cờ đi ra gặp cái đầu lâu thì lấy cái đầu lâu. Nếu như mà lúc mà Ngài Văn Đạo, Ngài Huệ Hưng đưa cái bát cháo đựng trong cái đầu lâu cho Ngài Văn Đạo, mà Ngài Văn Đạo bưng hai tay húp cháo liền á, một cách ngon lành, thì lúc đó Ngài Huệ Hưng nói: ông đã thật tâm cầu đạo thì đâu có chuyện quả phạt, đâu có chuyện đuổi đi. Nhưng rồi đưa cháo tới, ông nhìn ông sợ, ông suy nghĩ lung tung. Nếu như ông nói ông cung kính ta, ông đến đây để học đạo với ta, thì ta không có dạy ông làm sai, ta không có dạy ông làm bậy đâu. Cho nên ông khỏi cần phải suy nghĩ, ha, khỏi cần phải lưỡng lự với những điều ta nói, với những hành động ta làm. Còn này ông nói ông cung kính ta, ông đến đây học đạo với ta, nhưng việc ta làm, cái hành động ta làm, lời ta nói, ông còn phân trần, ông còn suy nghĩ. Đạo đâu có ở chỗ đó, đạo không có chỗ đó. Nếu mình còn suy nghĩ chuyện này đúng hay sai, thì mình lại nghĩ cái sai này từ đâu ra? Từ thầy của mình ra. Mình tôn trọng thầy, đến học đạo với thầy mà mình nghĩ thầy còn sai thì làm sao học được? Không làm sao học được. Cho nên với thầy là phải cung kính một cách tuyệt đối, tân mạng nhất nhất, không có suy nghĩ, không có lưỡng lự. Thưa, lúc bấy giờ Ngài Văn Đạo nghe Thiền Sư Huệ Hưng nói như vậy mới biết là mình sai. Sai ở cái chỗ là đem tâm phân biệt đến đây để cầu đạo, sụp xuống lại, sụp xuống lại, đứng lên bưng cháo con húp một cách ngon lành. Có nghĩa là con, cái lại này là con biết lỗi. Nhưng sao cái hình ảnh mà bưng cháo húp, có nghĩa là con biết lỗi rồi, con nhất định chỉ có tuân mệnh theo những lời thầy dạy. Chỉ có như vậy tôi mới dạy anh được. Anh là học trò mà những điều tôi nói ra, những hành động tôi làm, anh nghi ngờ, anh phân vân, anh suy nghĩ, tôi sao dạy anh được? Không dạy được. Anh suy nghĩ, anh phân vân, cái đó còn chưa nói, nó là ở cấp độ nhẹ. Đến một lúc cái anh phán xét nữa, anh phán xét rồi anh đi đến quyết định là tôi đúng hay sai nữa, kiểu đó thì ta ngang hàng nhau mất, đâu còn ai thầy ai trò chứ nữa. Nên đối với những bậc thầy, chúng ta phải đem tâm cung kính tuyệt đối. Đây là người hướng dẫn mình thoát khỏi con đường khổ đau, đây là người hướng dẫn mình thoát khỏi con đường sanh tử, đây là người thay Phật để tiên dương chánh pháp. Cho nên phải cung kính, cho nên phải tuân mạng. Có như vậy, những cái lời thầy dạy trong pháp môn tu tập, chúng ta mới có thể tinh tấn mà thực hành. Không như thế sao ta tinh tấn được? Dạy mình cái mình nghi ngờ ông này không dạy đúng, không dạy mình cái mình kêu ông này coi chừng dạy trất quốc. Chẳng hạn như tôi nói thì các vị nghi ngờ được, chứ với những bậc thầy các vị đừng nên nghi ngờ. Không có ai dạy mình làm sai đâu, mà nhất là những bậc thầy dạy đạo đó. Như hồi nãy thiền nói là trải qua thời gian học đạo và hành đạo rồi, đã có kinh nghiệm thăng chứng tâm linh, có kinh nghiệm thăng chứng trên con đường thực tập rồi mới đem ra giảng dạy, không bao giờ sai. Điều thứ hai, những người đệ tử đúng nghĩa của Đức Phật là một vị tỳ kheo đi vào đời để thay Phật tiên dương giáo pháp, thì chỉ nói những lời chánh pháp, hành động cũng đúng như chánh pháp, và tất cả những suy nghĩ cũng y như chánh pháp. Nên Phật tử đừng có lo. Tóm lại, ơn của thầy đến với cuộc đời, thầy khổ cực để hành đạo rồi đi truyền bá chánh pháp cho tất cả chúng sinh, để muốn chúng sanh thoát khỏi tất cả những cảnh cõi đau khổ mà trong lục đạo luân hồi đã nhiều kiếp đi qua mình đã gánh chịu. Muốn chấm dứt con đường đó, bây giờ Đức Phật là bậc thầy đã cách chúng ta quá xa rồi,
Thế thì bây giờ những vị tỳ kheo, những bậc thầy, đệ tử của Phật, thai Phật tiên dương chánh pháp để hướng dẫn chúng ta bây giờ, đó chính là những người hiện thân của tình thương, hiện thân của lòng từ bi, hiện thân của trí tuệ, là những người con của Đức Phật đang đến với cuộc đời để hướng dẫn chúng ta tu tập. Chúng ta phải cung kính, chúng ta phải vâng lời. Có như thế thì chúng ta mới thực tập theo con đường của quý Ngài dạy. Và thực tập chánh pháp được rồi thì tất nhiên con đường của sanh tử chúng ta sẽ thôi đi nữa, không còn lận đận với nó nữa. Không làm được những điều đó thì tôi tin chắc rằng cuộc đời này không có chỗ để các vị nương tựa đâu. Phật Ngài đã nhậm niết bàn, không còn chỗ để chúng ta nương tựa. Chánh pháp không có những bậc thầy, ai là người giảng dạy? Cho nên thật sự mình nói quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, nhưng đúng nghĩa rõ ràng các vị quy y Tăng trước đó, quy y Tăng trước đấy. Không có Tăng, ai là người giúp các vị quy y Phật, quy y Pháp, đúng không? Cho nên đối với Tăng bây giờ phải tự nhiên cung kính. Và tóm lại thì dùng một cái câu mà mình nói có những đoạn mình bí không biết nói gì đó, thì cái cách nói này là hay nhất. Thay vì mình nói về ơn cha mẹ mà mình bí thì mình nói là ơn cha mẹ là ơn không thể nào nói cho hết. Thì cũng vậy, bây giờ mình bí rồi thì mình nói với đại chúng là ơn của Thầy là cái ơn không thể nào nói cho hết. Có nhiều bài hát về Thầy cũng hay lắm. Thầy không là dòng sông, như Thầy là nước trùng dương, ôm đàn con vào lòng dù con đến từ muôn phương. Thầy không là đèn trăng, như Thầy là vầng thái dương, soi tâm con một vùng cho con thoát vòng u tối. Thầy không là bóng cây, nhưng Thầy chính là bóng mây, che mắt con một đời. Rồi chấm chấm. Cái chấm chấm là cái quên đó, không nhớ cho nên lại chấm chấm thôi. Thì cũng có rất nhiều bài thơ, rất nhiều những bài hát để người ta ca ngợi, tôn vinh hình ảnh, trí tuệ và công sức của người thầy. Kể cả những người thầy dạy học, những người thầy hướng nghiệp, và hơn hết đó chính là những bậc thầy truyền giáo, truyền đạo, để cho con người nương vào đó mà biết thực tập, biết trở về với điều thiện, biết sống với cái tâm tốt lành, biết thương yêu, biết chia sẻ và biết gánh vác nỗi khổ niềm đau cùng với tất cả. Hôm nay có cái duyên chia sẻ với đại chúng, thời gian không cho phép chúng ta nói chuyện với nhau 60 phút. Và Minh Thiền mong rằng trong cái buổi nói chuyện hôm nay, đại chúng không cần phải để tâm nhiều về những lời nói dông dài của Minh Thiền, nhưng các vị chỉ cần nhớ hai chữ ơn Thầy, và một cái câu tự nhiên sau cùng cần phải nhớ trước khi mà Minh Thiền chấm dứt, Minh Thiền nhắc đại chúng, đó là Thầy là tất cả. Nhớ như vậy. Xin chúc đại chúng có nhiều sức khỏe, chúc đại chúng có một mùa Vu Lan thật ý nghĩa, và chúc các vị mùa Vu Lan hạnh phúc bên con, bên cháu. Nếu mà tôi chúc những người trẻ là có mùa Vu Lan hạnh phúc bên cha, bên mẹ, còn các vị thì bây giờ hạnh phúc bên con, bên cháu. Và chúc cho các vị luôn luôn giữ được trái tim cung kính đối với những bậc thầy đã dày công dạy dỗ chúng ta. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn đại chúng.